khoảng 3 giờ chiều là góc đường Hai Bà Trưng, đoạn đối diện với ngân hàng Liên Việt bị người dân sử dụng làm nơi buôn bán lấn hết vỉa hè. Càng về chiều thì cả một khúc đường này trở thành phố ăn uống. Người ta để cả dãy bàn xuống mặt đường, xe máy cũng dựng luôn dưới lòng đường. Hoạt động ăn uống tại khu vực này luôn tấp nập từ khoảng 3 giờ chiều đến 9 giờ đêm. Việc lấn chiếm khu vực này làm nơi buôn bán đã diễn ra nhiều năm và công khai giữa lòng thành phố. Nhưng điều khó hiểu là cả một bộ máy quản lý từ phường đến thành phố đều làm ngơ. Người dân đặt câu hỏi liệu có sự bao che của cơ quan chức năng cho hàng quán này. Chúng tôi sẽ thông tin vấn đề này đến quý khán giả trong chương trình tiếp theo.